ma cũ bắt nạt ma mới, thông điệp sinh viên đưa ra làm nhà tuyển dụng tròn mắt. Đừng bắt nạt, hãy bắt tay. Tôi không đồng tình với việc ma cũ bắt nạt ma mới. Và nếu như mọi người đồng tình với quan điểm của tôi, hãy đồng một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Đã trong trường hợp tôi là một người mới vào công ty làm việc, tôi bị sai bạn, tôi bị ép buộc làm quá nhiều việc không có ý nghĩa gì cho tôi cả. Trong cái cuộc họp, tôi đi vào, tôi đóng góp ý kiến, tôi nêu quan điểm của tôi, nhưng không còn ai lắng nghe. Thậm chí tôi bị cô lập trong công việc nữa. Vậy thì cái hậu quả dẫn đến của việc ma cũ bắt nạt ma mới sẽ là như thế nào? Trước tiên, tâm lý tới sức khỏe của tôi một người nhân viên mới. Thứ hai, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công việc của cả phòng ban đấy. Và một cái cuối cùng, nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín, đến danh dự của một công ty. Vậy thì nguyên nhân từ đâu mà xảy ra việc ma cũ bắt nạt ma mới, đặc biệt thế nhân viên hiện nay? Ma cũ ở đây chỉ những người đã làm việc một thời gian trong công ty. Trước khi mà họ nhìn thấy nhân viên mới, họ có lòng đấu kích, họ tư duy lệch lạc và họ thiếu phân minh trong cách ứng xử nhân viên mới. Tâm lý của mọi người chúng ta là khác nhau. Giải pháp của tôi ở đây mang tên là 5S sẽ giúp cho những người đang ở trong tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới, các bạn sẽ vượt qua được nỗi sợ tâm lý cũng như các bạn tập trung vào công việc tốt hơn. 5S ở đây là gì ạ? Chữ S đầu tiên, sự kiên tốn. Chữ S thứ hai, sự hòa đồng. Thứ ba là sự tôn trọng. Chữ S thứ tư, sự lên tiếng. Và chữ S cuối cùng là sự cố gắng. Tôi đưa ra cho các bạn một câu này cũng như là một thông điệp mà nhóm A Tô 2 sẽ đưa tới với các bạn. Bắt người khác phải chịu những gì bạn trải qua không phải là cách để tạo ra một môi trường lành mạnh. Và thông điệp của chúng tôi ở đây, các bạn hãy cùng đọc to nhé: đừng bắt nạt, hãy bắt